Hello, chào các bạn. Tiếp tục series của mình thì hôm nay tôi sẽ làm cho các bạn cái phần về trang detail ha các bạn ha. Thì ta sẽ sử dụng cái template như thế này à, để mình gắn vô cái trang detail. À. ôi rồi ôi, cái trang template như thế này thì nó lại có thêm cái phần về category nữa các bạn. Cũng có thêm cái phần về, đại khái là về cái gì À? à, cái nút sợ của mình nữa ha. ô quá hay vậy ha. Đó, thì đây là cũng là một số một số cái cách nha rồi ok thì uh, trước hết thì các bạn sẽ uh, nhúng cái cái phần về uh, detail vào đã ha uh, ok uh, tôi xin phép tôi chạy lại ha và mình sẽ sửa trực tiếp các cái url À, yeah. uh, trước tiên thì theo cái tinh thần thì mình sẽ là step by step và từ đơn giản nhất nha yeah. để các bạn sẽ có những cái à, dễ dạ, hiểu nhất nha chứ còn anh chị em à, dù tôi chưa thấy có ý kiến nhưng mà các bạn có thể dùng repository như các cái video tôi đã hướng dẫn hôm trước thì đó là việc của các bạn nha các bạn thì mục tiêu là phổ phổ cập à, trước cái đã rồi giờ bình thường tôi sẽ muốn cái gì ra dạ, đây ừ. Tôi sẽ bấm vô cái hình hoặc là bấm vô cái link thì nó sẽ nhảy ra cái trang hàng hóa và uh, detail đúng không ạ à? Vậy thì tôi sẽ vô cái trong cái trang của mình mình sẽ sự xử lý dùm ha. Ok, mình sẽ trở lại cái à, cái view, ừ, cái view đâu rồi ạ? À? Cái view của hàng hóa ha, à, index cũng như là sợ ha. Và thậm chí cả index cả sợ như hôm trước tôi có nói. Ê, hôm nay chẳng lẽ cái này nó đâu có khác gì đâu mà mình sửa là mình sửa lại sửa nhiều quá. Vậy thì mình cũng có thể mình sẽ à, gắn vô, gắn cái thông tin vào trong này cũng được các bạn. À, ví dụ như đây là có một cái tên cái trang sản phẩm như thế này. Cái layout của tôi như thế này thì mình cũng có quyền mình mình sẽ mình sẽ gắn được nha. À, thì mình cứ cứ à, phân chia cái trang ra cho nó dễ dàng nha. À nhắc lại nha, bây giờ chẳng lẽ tôi sửa này tôi sửa tới hai ba chỗ thì tôi không thích nha. Tôi không thích thì tôi có thể định nghĩa cái template riêng à mình thậm chí mình có thể mình lấy luôn cái nội dung này để mình làm cho cái template riêng cũng được. À, tôi ví dụ như tôi sẽ định nghĩa ra một cái uh, product item chẳng hạn ha. Tôi định nghĩa ra một cái uh, cái file có tên là product item nha. Yeah. Uh, oh yeah, razor uh, razor view ha. Uh. Rồi, cái này không quan trọng lắm các bạn, cái này tôi tắt riêng ra không hay không gì nó cũng oh nó không có chọn cái tên à, ok à, ví dụ như tôi sẽ đặt cái tên này là rồi đất ai tâm hai các bạn à. để cho nó dễ thì tôi sẽ à từ tôi thấy nó giống nhau quá à, thì thì tôi nên mình nên sẽ định nghĩa ra đạn là cái uh, bạc sổ view chẳng hạn ha à, ví dụ product item à, product item ok rồi, vậy thì mình gỡ qua Thì ở đây mình muốn làm cái gì Mình muốn tạo template cho một cái Hay là tạo template cho nhiều cái Đó thì mình phải suy nghĩ ha Nếu tạo cho một cái Thì tôi chỉ cần là copy cái phần này ha Ví dụ như tôi copy à, Có một cái này thôi ha Đấy, thì tôi sẽ để nó bên trên này ha Để mình chia dạy Mình sửa chữa nó cũng dễ dàng ha Ờ, thế cái item này là cái gì Thì tới đó tùy mỗi người Hoặc là nếu các bạn muốn có nhiều cái Thì các bạn sẽ copy luôn Nguyên cái vòng lệnh này luôn ha à, à, Nguyên cái vòng lệnh này luôn Cũng được ha Ha à rồi hoặc là các bạn có thể muốn luôn à, có bao nhiêu sản phẩm tôi sẽ copy hết cái ông này luôn cũng được đó là cái đó ai item của tôi nha và đương nhiên thì các bạn sẽ à, phải làm cái việc đó là mình sẽ phải truyền cái tham số vô ha. Ừ. đấy phải truyền vô thì nó mới ra được cái danh sách các hàng hóa ha vậy thì ở trang index này à, ở trang index này tôi à, chỉnh sửa như hồi nãy tôi muốn các bạn là à, cái hình này mình cũng nên để là nên để là cái thẻ à, thẻ a asb action của tôi tới cái trang là à, detail các bạn ha đó. rồi asb control uh, controller của tôi là trang hàng hóa anh chị em ha và quan trọng là detail của đứa nào nhỉ? đó thì các bạn sẽ dùng cái phần về Root ví dụ như là id bằng uh, a cộng của tôi là item chấm chấm mã hàng hóa các bạn ha rồi thì cái cái thẻ A này tôi sẽ bao bọc cái cái thẻ image ha rồi rồi tí xíu control KD lại cho nó phật mát ha tương tự đó là mình bấm vô cái hình anh chị em có thể bấm vô cái tên yeah. mình có thể để trong cái thẻ H4 cũng được đấy à, đóng lại cái thẻ, thẻ sorry à, đóng lại cái thẻ thẻ A ha rồi thì đó là một trong hai cách để các bạn làm ha rồi vậy thì ở đây thấy không? tôi tập phân tách thôi các bạn thì nãy mới nói uh, cái trang index này thấy nó giống 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 gì nè uh, thì tôi có thể tôi xóa hết đây cũng được tôi có thể dùng bạc sổ view à, uh, rồi yeah. uh, chắc lại cái đây để ôn tập cho các bạn thôi các chị mà phân tách dữ liệu ha uh, uh, tôi sẽ away uh, uh, tôi sẽ sử dụng cái away uh, uh, a cộng uh, html chắc bạc bạc sổ axin ha bạc sổ axin rồi và tôi sẽ truyền vô cái bạc sổ của tôi có tên là product item à, uh, product item à, và cái data dữ liệu truyền vô của tôi chính là cái cái model ha đại model nó bự bự vậy đó và tương tự như vậy này thì tôi cũng thấy có cái trang thực ra thì hai trang này mình cũng có thể mình ịnh chung vô cũng được à, các bạn thấy cũng có cái trang là trang sợ hôm trước cũng vậy đây tôi cũng nè, tôi cũng điền ha à, hay chỗ này đây thì tôi sẽ điền vậy luôn đó, tôi sẽ phân tách nha rồi thì các bạn sẽ chạy thử nha Xịt à, hàng hóa đúng không anh chị em Đây Thì anh chị em mình sẽ xem cái kết quả Đấy nó vẫn như bình thường ha Và cái bạn bấm vô Thì nó sẽ nhảy ra cái trang product detail ha Thì tôi các bạn sẽ làm cái product detail Hoặc là các bạn sẽ xài cái keyword uh, a n Bấm OK nó một cái ha Thì nó cũng chạy ra cái trang yeah. Đấy thì các bạn cũng ra y trang Và mình có thể mình bấm vô cái name cũng được Nó cũng nhảy ra Vậy thì giờ quan trọng của tôi là tôi sẽ làm cái phần về detail Rồi được chưa nè thì mình trở lại cái trang hàng hóa control là, yeah. dạ, tôi sẽ à, định nghĩa ra một cái action, public i action result ha và các bạn sẽ hồi nãy mình đi nghĩa detail mà và trong này mình sẽ truyền là id đúng không rồi các bạn ha à, id thì nó mới truyền trực tiếp dạng số được ha rồi thì các bạn sẽ à, làm cái gì thì tôi sẽ return cái view ở ừ, đương nhiên rồi, dạ, yeah. mình sẽ lấy cái data ha và data của tôi à, bằng cái db chấm hàng hóa mà lấy từ danh sách các hàng hóa được không ạ? À? mình sẽ lấy là single or default đúng không ạ? À? À, single or default, à, của tôi à, điều kiện là b chấm mã hàng hóa của mình à, có bằng bằng cái id hay không ha? rồi thì mình sẽ có hai cái trường hợp xảy ra ha, mình sẽ có hai cái trường hợp xảy ra được chưa ạ? đấy thì à, um, ở đây thì mình muốn ha ví dụ như bằng luôn thì các bạn sẽ đẩy tới cái trang là not found chẳng hạn ha đẩy cái trang not found à, ví dụ cái trang not found thì như trong template của mình nó có ha từ, từ, từ ví dụ đâu rồi ờ uh, oh yeah, cái trang not found đây 404 này các bạn đây đây thì mình cũng có thể mình thiết kế cái trang 404 này cũng được ha đây, à, ok rồi ví dụ như sẵn đây mình nói bây giờ chị không có mình có trang not found vậy thì anh chị em mình cũng có thể mình sẽ định nghĩa ví dụ như nó vào tôi thích tôi để trong cái thằng là nó uh, mất tiêu rồi à tôi để trong cái thằng home mấy các bạn nha nó vào rồi ok à. đấy tôi sẽ để là uh, nó vào ha uh, not found. rồi còn thậm chí các bạn có thể rút cũng được Ừ tôi sẽ rút vô cho cái phần này uh, của mình đó là dạng là À uh, 404 tôi ví dụ vậy ha thì tí xíu khi mình chạy lên này nó sẽ là nó phàm ha rồi uh, được chưa oh, ok ủa dưới này có nó vào à thì cái 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 này á xin lỗi uh, cái này nó bị che lý do là cái trong cái action result này nó có return về nó phàm do đó là uh, tôi sẽ đặt cái tên khác ha nhà mình cũng không có quan trọng lắm tại vì mình để sử dụng cái rút là 404 ha uh, rồi tôi sẽ ép vô cái cái item của mình À, để tôi làm cái trang nó phao cho nó vui ha à, em ti luôn cũng được tôi chả cần là gì ha à, em ti luôn cũng được ha ok uh, không mất tiêu vậy rồi chọn chỉnh lại cái tên à, rồi đấy đấy bay nó phao ha tôi để cái tên đi trang vậy và anh chị em mình sẽ copy vô để những cái gì mà tìm không thấy thì mình sẽ chuyển tới cái cái trang này ha rồi còn mình truyền cái gì đó nữa thì cái chuyện đó chuyện của các bạn nha ô oh yeah. OK. Rồi vậy thì uh, tôi sẽ qua cái trang nó vào để mà mình xem. Vì thường cái trang nó của mình cũng có đầy đủ mọi thứ rồi. Ha, NASA, uh, Napa rồi có đầy đủ rồi. đồ uh, sợ thì mình cũng đã có làm rồi. Đây thì mình thích mình làm cái phần về nó vào vậy đây tùy ha. Dạ, yeah. đây là cái hai ta hai có hai cái phần về nó sao đây các bạn. Đây có hai cái container liên quan tới nó sao ha thì tôi sẽ copy. Nha yeah. này, ô oh yeah, rồi thì tôi sẽ để cái bay nó phao nằm ở à, nó nằm ở dưới rồi tôi khỏi cần ha rồi cái thay ha à, rồi nó phao ha lẻ à, 404 rồi gì đó ha mày mấy cái thẻ này các bạn nhớ để vô đúng cái link ha à, của mình của mình là dấu chấm à, tức là các bạn nhớ điện cho đúng cái tên ha thì mấy cái này các bạn tự tự sửa cái phần Verizon các bạn có thể tự sửa rồi này, được chưa nào vậy thì thôi kệ ha thì các bạn có thể mình làm thì ở đây ta sẽ um, xịt uh, ha rồi uh, Ok để cho nó ra cho nó nó đúng cái thành phần rồi các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp tới cái controller home ha uh, quay trở lại quay trở lại của mình Ê, nếu mà tìm không thấy thì tôi sẽ return redirect ha return uh, redirect tới cái trang là uh, not found ha xịt uh, 404 ha rồi anh chị em mình muốn truyền vô cái dữ liệu nào mà mình truyền kiểu này Tức là mình đã đẩy khác cái view rồi Mình qua cái controller khác rồi Thì tôi sẽ dùng cái tem data đó tôi chạy ha Tem data của tôi thì cái cái message ha um, Message của mình bạn um, Không thấy à, sản phẩm ha um, Có mã à, Mã gì đó à, Tôi không biết thì, thì các bạn thêm uh, đô la vô ha à, Tôi ví dụ vậy Rồi uh, ID Ok Rồi Vậy thì đi qua bên kia tôi tìm nha các bạn nha Đây. Thì đây là cái nội dung về cái cái message thì mình sẽ hiển thị, mình dùng phải phải dùng cái tem data nha. Lý do là mình đã chuyển luôn rồi mà. Đó mình đã chuyển controller luôn rồi, mình chuyển qua bên này ha. Thì qua bên này trong cái view 404 này các anh chị em mình có thể mình để thêm vô ha. Thì ở đây uh... oh yeah. Oh, xin lỗi. Đây, file của mình đây ha. Đây. Uh, go to back kia đây nè. Uh, sorry. À uh, Uh, O6 gì đây tùy ha. Rồi mình muốn hiển thị thêm cái gì đó các bạn hiển thị chứ tôi không biết. Uh, class uh, um, bằng b trừ bốn rồi ha vân vân. Uh, rồi uh, G ha. Rồi tôi sẽ hiển thị ra cái uh, cái thằng về tem data. Rồi example trước liền ha. Không à, biết nó có chạy không đây. À, tôi nghĩ là chạy hay đúng không ạ? À? à, nó đã return rồi. Rồi, ok, mình sẽ chạy thử ha. À, mình đã xây dựng cái trang 404 như thế này. Thì anh chị em mình cứ thoải mái thôi, mình có thể thử trực tiếp hoặc là các bạn có thể ha. Rồi, example các bạn có thể à 404 cái à nó sẽ ra ha. 404 not found nè ha. À, go tù nó chạy ra cái trang chủ lại ha. Thì mình sẽ chỉnh sửa. Rồi, à, đáng lý là mình sẽ chỉnh sửa luôn cái trang shop rồi đổi thành trang hàng hóa ha. Ví dụ như tôi bấm này thì nó ra ha. này là lý do mình chưa có cái view, mình đã có cái action nhưng mình chưa có cái view nha nhưng mà giờ bốn một không chẳng hạn à, đó là bốn bốn đúng không ạ nó ghi nè đó không thấy sản phẩm có cái cái tên này ha Đấy, thì các bạn cũng có thể mình làm thôi đó, à, ví dụ như ở đây bạn không thích cái chỗ này thì các bạn thích có thể h 2 h 3 h 3 nữa cũng được ha ừ. Ừ. được chưa à, magazine bottom ha đen g chẳng hạn không biết cái đẹp sorry à, đó à, à quên đã đứng ngay cái vị trí này thì nó không ra anh chị em mình chọn đại vô cái cái vị trí à, này ha tôi ví dụ như tôi sợ thêm thêm số 1 vô đó là nó là nó phao liền đó không tìm thấy sản phẩm có mã 1004 gì nè ha ừ. rồi những cái thông tin khác thì các bạn có thể chỉnh sửa nha à, bắt trở lại vậy thì nghiệp vụ chính của mình là cái gì và dạ, nghiệp vụ chính của mình là mình sẽ nếu mà có rồi thì tôi sẽ chuyển cái lượng data này từ qua bên kia tôi tôi chạy hay các bạn ha rồi À, và mình chạy cái gì? Mình coi lại giùm tôi một tí xíu. Và yeah. mình sẽ làm ừ. Um. Ồ, oh, nó có lấy cái category nữa ha thì bạn nhớ include vô cái category để mình mới lấy Nhưng không là qua này mình là không có lấy được cái category ha. Rồi description, review gì đó tính sau ha, rảnh rỗi mình sẽ tính sau. Rồi vậy thì nhớ chỗ này ha. Thì các bạn nhớ có cái phần về à, thực ra về nguyên tắc của mình á mình sẽ à, mình chịu khó mình làm à, giúp giùm tôi một tí xíu ha. Um, include rồi um, um, mã loại navigation ha, include cái mã loại navigation vào rồi à, để các bạn à, lấy thêm cái category rồi tôi sẽ add vô một cái cái view ha các bạn ha add vô dùm tôi một cái view có tên là detail luôn cái nội dung gì đó kệ nó rồi tôi các bạn sẽ copy nội dung các bạn bỏ vô Dạ, yeah, ở đây thì ngay từ đầu tôi đã nói rồi Thì mục đích là để ôn lại review Chứ còn anh chị em mà để làm được cái template nó đẹp như thế này Chắc là cũng tốn cũng nhiều kha khá thời gian ạ à. Ok Đâu rồi, cái trang shop detail của mình ha các bạn Đây, đây là cái tem template shop detail Mấy cái này đã chung rồi ha Single bay header gì đây nè Thì các bạn có thể mình đổi thành shop Detail đi chẳng hạn đây ví dụ một em uhm, tôi bỏ sát ở đây cho nó dễ rồi thì đầu tiên tôi muốn đây đó. Uhm. thì các bạn sẽ thấy làm cái gì hồi nãy mình gửi qua cái gì à mình gửi qua cái gì mình gửi qua cái sản phẩm đúng không ạ à? thì mình sẽ là mô đồ sau đó đến tên cái cái sản phẩm đó ha tên cái lớp với gửi sản phẩm đó nhưng mà để dày thì các bạn cũng chú ý dùm tôi Như tôi cũng đã nói các bạn Các bạn như sau Mình phân tích cho nó kỹ để mình làm Chứ mình uh, lấy những gì uh, Những gì mình có thôi nha lấy những gì mình có thôi Ví dụ uh, Chứ mình đừng có lấy trong cái database Mình thường nguyên tắc của mình đó, Đừng có nó truyền qua cái entity model Qua trực tiếp qua view ha um. oh, yeah. Rồi, tôi sẽ tạo thử ha. là tôi các bạn sẽ phân tích coi thì nó có dữ liệu gì dạ, yeah, tôi thấy này là cái tên ha, cái này là cái tên. vậy thì tôi sẽ cần cái tên hàng hóa này, à, tôi sẽ cần cái tên loại này, Đấy. À, tôi sẽ cần cái đơn giá này ha, tôi sẽ cần cái hình này, rồi tôi sẽ cần cái gì nữa? Dạ. Yeah. À, còn cái gì nữa các bạn ha? Dạ, yeah, cái này cái chắc là cái phần này mô tả ngắn ha, cái này mô tả ngắn, à, cái mô tả ngắn này, rồi còn cái này là cái trang description tức là cái phần cái description của mình là phần chi tiết này ha. À phần chi tiết ha thì chi tiết mai mốt cái phần về admin tôi giúp cho các bạn mình sẽ add vô một cái form để mình làm ha cái phần về review thì cái review nó nhiều lắm thì thôi thì từ mình sẽ xử lý sau không sao cả nha chắc chắn tôi các bạn sẽ làm dạ yeah. cái phần về review vậy thì tôi có những cái thông tin cơ bản như vậy ha tôi các bạn sẽ mình mình gắn vô cho nó dễ ha Thế là mình không cần phải lấy nhiều dạ yeah. còn nếu mà anh chị em mình có mình muốn bắt đầu mình sẽ làm phần về góp ý có tên gì đó, đó thì mình sẽ định nghĩa cái mảng ra để mình truyền qua nha rồi thậm chí là cái phần này phần về đánh giá nữa nè đó và đánh giá là bao nhiêu nữa ha đánh giá là tỷ lệ là bao à, bao nhiêu ừ. Ừ. ở đây để coi là html thử ha thì có điều kiện anh chị em cũng nên nên làm ha tôi ví dụ như đây cái thử cái này nó có cái gì hay ho chỗ này dạ à, cái phần is best html có ra đúng chưa à, test đây ha các bạn có bao nhiêu cái cái test của mình nè đấy nó à, các bạn sẽ Uh, tìm hiểu coi thử ha fa star ha đây, uh, đây thì uh, ta sẽ chỉ có là tính theo cái số số lượng thôi cái này nó hơi giảm tí xíu nữa À, uh, gắn thêm cái test uh, secondary để mình gắn rồi ha thật ra này cái điểm điểm đánh giá thôi Đó, thì mình mình thích mình cũng làm ha điểm đánh giá uh, đương nhiên là kiểu in rồi vậy thì tóm lại nãy giờ nói cho nó nhiều thì anh chị em um, dạ, yeah. à, tôi cũng khuyên các bạn ừ cái này này, ê, cái nút này để mình cho mình có thể mình handle sau này á, thì mình số lượng tồn ha, à, số lượng tồn để như vậy, mình có thể handle bằng JavaScript nó bấm quá cái, mình không cho, tức là mình không cần phải kiểm tra trên server. đấy thì đó, đó cũng là một số cái ha, rồi, Oh yeah rồi yeah. vậy thì tôi sẽ định nghĩa ra cái view model các bạn ha, định nghĩa ra một cái view model đó là nguyên tắc của mình ha rồi, tôi sẽ định nghĩa là uh, một cái à, uh, có tên là uh, chi tiết hàng hóa ha uh, hoặc là các bạn có thể mình định nghĩa trực tiếp trong này cũng được ha. đấy thì để tôi lùi chứ không gì hết. dạ, tôi lùi tôi, tôi copy ha, tôi uh, copy lại chứ không có vấn đề là gì hết. hàng hóa chi tiết ha, uh, hay là uh, chi tiết hàng hóa vn ha. thì nãy mình có cái gì rồi? Uh, ví dụ như mình đã có gì rồi, có tên rồi nè, có tên loại chưa? Uh, có tên loại nè có đơn giá nè có mô tả có hình này nè có mô tả ngắn nè giờ đến cái cột là cột à, chi tiết ha à, có cái cột là cột chi tiết rồi có cái cột là cột à, điểm đánh giá ha à, in ha tôi thấy trong đó là chỉ có số nguyên in thôi anh chị em nào mà có lỡ cỡ gì đó nữa thì mình tính sau ha rồi thứ ba nữa đó là cái số lượng tồn anh chị em ha đấy rồi vậy thì tôi đã định nghĩa ra một cái view mô đồ các bạn nha Đấy, một cái view model view model view model là dùng để à, chứa dữ liệu mình đẩy ra trên view ha thì các bạn sẽ dùng cái chi tiết hàng hóa à, bắt trở lại các bạn sẽ quay lại cái trang này thì thay vì các bạn à, thì thân này đúng không ạ à? thì các bạn sẽ à, sẽ có luôn ha mình mình sẽ sẽ có luôn ví dụ như là à, ở đây à, tôi sẽ sẽ có của tôi là cái gì Và result của tôi à, sẽ bằng là À, data um, chấm xe lé ha mất tiêu rồi à, khi mình lấy này á, thì mình đã lấy hết rồi ha à, mình lấy là single ở default là mình đã lấy hết rồi ha à, single ở default mình lấy hết rồi lấy như toàn bộ những cái thông tin rồi thì thật ra những cái thông tin này nó cũng cần hết rồi à, thì mình sẽ chuyển đổi giùm tôi một cái tỷ lệ ha à, mình chuyển đổi giùm tôi một cái tỷ lệ để cho qua chuyển qua cho nó dễ ha. chứ còn à, thực ra thì mình cũng đã à, đã có các cái thành phần ở trong này là đủ rồi ha nhưng mà à, nhiều lúc nó sẽ sẽ dư ha vì vậy thì tôi sẽ new ở đây ha cho nó dễ à, chi tiết hàng hóa à, vn ha rồi tôi có cái gì đó thì mình sẽ chuyển đúng cái nội dung và nguyên tắc của mình không chuyển cái anti Model qua rồi ví dụ như cái mã hàng hóa ha bạn data chấm mã hàng hóa ví dụ như cái tên hàng hóa bạn data chấm tên hàng hóa ha ví dụ như cái đơn giá bằng nó gợi ý cho mình nè đó thấy chưa à, đơn giá ha rồi ví dụ như là uh, chi tiết ha uh, chi tiết uh, bằng data chấm uh, chi tiết đúng không ạ có cột chi tiết không nhỉ cái cột mô tả ha cột mô tả rồi mô tả rồi còn cái uh, um, uh, cái này thì đôi lúc các bạn sẽ thấy là cái cột mô tả này nó cho phép null nếu trường hợp null thì mình sẽ là Stream thì cũng được hoặc là các bạn sẽ dùng cái dấu rỗng ha. Rồi coi gì nữa? À, điểm đánh giá của tôi thì default của tôi là bằng 5 điểm đi ha. À, chỗ này thì mình tính sau ha. À, à, check sau rồi riêng cái phần về đánh giá về bình luận gì đó mình sẽ check sau sau này ha. À, có cái hình của mình um, bằng data chấm hình ha. Mô tả ngắn bằng data chấm mô tả đơn vị ha. Rồi à, còn gì nữa không à? À, số lượng tồn à, tên loại bằng um, data à, chấm um, mã loại navigation ha và chấm tên loại ha rồi à, mã loại navigation nó có rỗng không? À, không có rỗng ha phải được rồi à, rồi và cái là số lượng tồn ở tôi là số lượng tồn sẽ là bằng uh, data chấm số lượng ha số lượng oh cái này không có cột số lượng ha thì tạm thời tôi ghi đại số 10 và tính sau ha à, tính sau tức là Um, mình sẽ thêm vô trong database để mình lưu trữ ha à cái database của mình hơi dở hơn chút xíu rồi ok các bạn ha vậy thì qua bên này mình sẽ có chi tiết hàng hóa các bạn ha chi à, tiết hàng hóa nhớ ha thì để cho chắc cú thì mình nhớ mình vô mình chèn luôn cái namespace vậy thì trong cái phần detail của tôi ha thì tôi sẽ làm cái phần về um, các bạn sẽ làm cái phần về ai à, và chi tiết hàng hóa được chưa nào rồi Vậy thì hàng hóa này tên gì? À, Shop Detail, à, trang Home của tôi. Uhm. Nhớ default của mình mình ghi rõ ra ha. Default của mình mình ghi rõ cái phần về ASP vô cho nó dễ ha. À, đấy thì các bạn có thể mình xử lý giùm tôi cái khúc này ha. Và đây, à, cái trang chi tiết của tôi đây là... Uhm. Uhm, ví dụ như là hàng hóa ha hàng hóa thì mình sẽ có cái gì đó và cái phần này của tôi chính là tôi sẽ hiển thị ra à, a a cộng đồ chấm tên hàng hóa chẳng hạn ha Đấy, à, tên hàng hóa ha rồi uhm, thì uh, đây là tùy mỗi người ha thì mình sẽ làm uh, ok vậy thì cái trang shop detail nó mất rồi thì vậy thì cái khúc sau này của mình ha single product đất của mình đây nó nhiều thứ lắm các bạn Ừ nó có thể nó nhiều lắm nhưng uh, cái phần nào mình còn uh, thì mình làm ha thì tạm thời tôi copy vô hết cái đã và tôi sẽ thay từ từ ừ, các bạn nha. Dạ, yeah. tôi sẽ thay từ từ chứ không là ừ, rồi. À, ta sẽ có rất rất nhiều mục. À, ví dụ đi, trở lại cái trang của mình, à, cái mục à... đây tôi đi tìm cái thằng này trước ha, cần trước À rồi, bấm chỗ này Ctrl V, a này, anh nó nằm ở đây. À thì cái này cái này là cái hình các bạn ha, cái này là cái hình. Là là single thì cái bên góc bên trái của mình nó tỷ lệ là à, rồi cục 8 đi đúng không ạ rồi thì cái hình này á, thì mình nhớ ha mình có thể mình định nghĩa lại cái chi tiết sản phẩm cái hình này à, tùy mục đích ha thì mình đã đã có cái địa chỉ rồi còn anh chị em là muốn gắn thêm gì đó mình gắn ha thì cái hình có tôi nó nằm ở đâu thư mục hình thư mục hàng hóa và mới đến là ai uh, model đồ chấm chấm hình các bạn ha mua đồ chấm hình rồi nhớ gắn tên luôn ha Mô đồ chấm uh, tên hàng hóa anh chị em ha rồi còn cái link gì đây thì tùy mỗi người ha mình đẩy link như đây rồi gì đó tùy à, ví dụ như asp action là đi uh, theo tức là tự nhiên bấm vô cái hình nó nhảy ra cái hình nó thì cũng kỳ nhưng mà thôi thì kệ ha thì anh chị em mình muốn thì mình cứ làm được thôi quan trọng là mình muốn cái gì Yeah id bằng a cộng Model chấm tên hàng uh, mã hàng hóa ha à, thì nó sẽ trả lại cái trang này rồi ok thì đó là cái cái phần về cái cái uh, rồi cái này chính là cái tên hàng hóa ha model chấm tên hàng hóa ha rồi cái này chính là tên loại a cộng model chấm tên loại ha ừ. à, tên loại rồi cái này cái giá bán ha cái giá bán của tôi à. rồi thì à, à, a cộng model chấm à, đơn giá ha, anh chị em ha rồi mấy chuyện này sao sao vậy nên mình tính sau nha dạ yeah. thì cái phần này là cái phần về mô tả ngắn ha thì tôi sẽ là a cộng model Chấm uh, mô tả ngắn nha Dạ tôi chỉ cần một cái thôi được rồi Mấy anh này mô tả nhiều quá uh, Ok Đấy thì tôi sẽ có cái phần về mô tả ngắn Nó nằm đâu chỗ này rồi ha Rồi add to cart thì mình có thể mình sửa lại Mình sẽ có cái bài về add to cart sau ha uh, Mua hàng Dạ Bây giờ vậy mua hàng hay đưa vào giỏ gì đó tùy Giờ đến cái thanh description và uh, review Thì các bạn sẽ có cái thanh ha uh, Có cái tab description Tức là mô tả ha à Thôi tôi đặt cái tên là à, thông tin này ha à, thông tin hàng hóa ha và một cái là gọi là đánh giá ha à, đánh giá rồi cái chuyện đánh giá mình tính sau nha rồi thì cái thằng là ở đây về à, navigation à, ta có cái tab này ha à, oh yeah target ở mất tiêu rồi Aria. đây nó nằm ở dưới này đúng không ạ thì đây là cái phần mô tả ha Nó nhiều quá bạn ơi mô tả gì nhiều quá đó thì các bạn có thể quay ký rồi gì đây. Các bạn à, có thể mình làm thêm. Thì cái đoạn này mình đọc có sở dữ liệu mình đọc ra ha. Đó thì tôi uh, không có đọc. Tôi, uh, sorry. À, tôi uh, đã đọc rồi chứ ha. Tôi sẽ lấy cái trang là à, mô tả đúng không ạ. Chi tiết chứ nha. Chi tiết. Rồi. Như thế là tôi cũng đủ rồi ha. Còn cái phần về uh, đánh giá mình tính sau. Rồi thì đó là tôi đã chỉnh sửa một số cái ha. Từ từ mình chỉnh sửa tiếp các bạn nha. À, tôi các bạn sẽ chạy thử dùm một tí xíu. Dạ. Yeah và để cho nó nhanh nó gọn mỗi lần tôi bấm vô cái trang mà cái trang cái link của mình á ha ở cái trang mà layout customer có cái phần shop á ha. có cái link shop. Đây nè, tôi muốn bấm chữ shop này nó ra luôn. Ngồi đó bấm gõ gõ hoài mỏi tay quá thì các bạn có thể mình chỉnh sửa lại cái phần về menu trên cái thanh a 3 đâu ha. cái thanh a ba nhà mình đây nè. Đây thì có cái phần về shop đúng không ạ? Shop này. Đây. À, cái link về shop ở đây thì thay vì chỗ này thì tôi sẽ định à, nghĩ là ASB uh, controller của tôi là hàng hóa luôn ha các bạn ha à, Để cho nó bấm một cái cho nó nhảy vô chứ không kỳ quá Rồi, vậy thì ha, giờ mình bấm này, nó refresh lại rồi Bấm một cái vô cho nó nhảy vô luôn ha Rồi, chờ một chút xíu các bạn ơi uhm. Oh yeah, rồi bây giờ bấm mua cái laptop này đi Đó, thì các bạn thấy ba nè <laughs> Xin lỗi, tên mới sửa lại tên của nó ha thì các bạn thấy đây có địa chỉ nè ha rồi catalog là laptop nè thông tin hàng hóa gì nè tự mình lùi á nha rồi mai mốt mình sau à, tôi sẽ bấm lại ha à, ủa cái template gì kỳ vậy ừ. để vậy nó kỳ quá vậy à, thôi thì tôi gắn vô luôn ha asb action luôn cho cho nó nó khỏi la làng nó sớm index luôn ha rồi Yeah. Mình còn rất nhiều cái để phải làm ha Thì tôi, tôi nói các bạn thôi Đây, Bấm vô cho nó chính xác ha Giờ mà tôi bấm vô cái đồng hồ cũng vậy ha Đấy, Thì các bạn thấy ha Đồng hồ của tôi 19 đô Thông tin đồng hồ của tôi đã khác rồi Vậy là mình đã làm xong ha à, Tôi bấm lại một tí ha Nó ra được cái hàng hóa Rồi ok anh chị em ha à, Trong cái phần chi tiết này thấy Thầy ơi sao nó giống giống như bữa hôm trước nè Ừ à nó giống nè. Đấy, thì mình cũng có thể mình đọc từ cái khúc category hôm trước mình có làm rồi. À, đấy, thì mình cũng có quyền mình đọc thôi. À, Ctrl F, Ctrl V, coi category nó nằm chỗ nào. À, xin lỗi, nó nằm ở bên trang detail đúng không ạ? À? cần Ctrl F, Ctrl V, category nó nằm ở đâu? Đây. À, cái mục category nè thì hôm trước các bạn có thể mình coi mình đã có một cái bạc sổ một cái view component rồi đúng không ạ à? view component menu loại gì nè đây Đó, thì mình thấy nè Rất rõ ha H4 LG12 mp 3 gì đây ha. Đó, rồi mới tới là danh sách các category. Ừ, muốn hả? Mình sẽ uh, xử lý giùm tôi luôn ha. Rồi vậy thì uh, 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 thì mình có thể mình mình sẽ làm ha. Đây, uh, category này MB4 gì đây ha thì mình mình xử lý thôi ha em MGB3 gì đi cũng được không sao không sao hết ha thì cái này cái tùy tùy mục đích của mình ha Đấy, thì có thể mình nếu mà bỏ này vô thì coi chừng nó nó, nó chạy nó bị chật nhưng mà có chắc cũng không sao thì chật là chặt cái gì thì có thể là cái mình phải tính toán lại cái khôn này nè nha tự vì hai cái nó khác nhau tùy mục đích vậy thì tôi muốn cái chỗ này tôi sẽ chèn dạ yeah. tôi muốn cái chỗ này tôi sẽ chèn vô uh, cái uh, cái gì ạ à? tôi muốn chèn vô là cái cái view component ha away component chấm involve action ha và action của mình có tên là à, mình sẽ có một cái component à, có tên là xin à, lỗi tài lăng. à, rồi cái component của mình nó tên gì à, component tên là menu loại ha đó component của mình tên là menu loại ha đấy rồi tôi sẽ xem với lại ha và yeah. bởi vì mình sửa css à, html nên nó không có không có ảnh hưởng gì ha đây các bạn thấy không ạ? À? Đấy nó ra ha. Đấy vô tư ha. Rồi, được chưa nè? Vô tư rồi. Đó, còn anh chị em mình muốn ha, mình muốn mình muốn nói anh ơi, à, Ừ cái chỗ mà tìm kiếm này giờ chẳng lẽ mình làm hoài nó cũng giống như cái menu lại bên kia. Thì anh chị em mình cũng có thể mình tắt cái khúc tìm kiếm này riêng ra ha, được không ạ? À? Dạ. Yeah. Tắt cái khúc tìm kiếm ra. Mà thực ra cái khúc tìm kiếm này thì không cần bởi vì mình không cần đọc cái sở dữ liệu do đó mình không cần dùng cái view component mà mình dùng cái bạc sổ view được rồi, tôi ví dụ làm liền ha, dạ, yeah. chứ không mình sửa sửa hoài mệt, ha, bữa trước tôi sửa một lần rồi, đấy thì các bạn thấy ý đồ của cái phần về bạc sổ view mình rồi hiểu rất là rõ ha, à, ví dụ tôi đặt cái một cái bạc sò mt luôn cũng được, rồi à, tìm kiếm ha, à tìm kiếm bn rồi, à, cái khung tìm kiếm, à tôi ghi vậy thôi các bạn ha rồi vậy thì à, hôm trước thì hình như mình bỏ ở trong cái cái layout có tên là danh sách hàng hóa đúng không ạ đây đây là cái danh sách hàng hóa mình có cái khúc tìm kiếm uhm, uhm. đây đây là cái khúc tìm kiếm này các bạn ha thì các bạn có thể xl3 hay gì đây thì cái đó tùy mỗi người ha đây, cái form tìm kiếm của tôi nè tự nhiên ông này ông dùng là con sáu xl3 gì đây ha thì mình so với à, có nhiều trang quá uh, so với cái trang detail hồi nãy à so với cái thằng detail, detail hồi nãy ha. Đây để mình mình so sánh nha, cái phần detail hồi nãy đâu mất rồi. Cái detail của uh, hàng hóa đúng không ạ? Cái phần detail của mình mình sẽ cũng có cái phần về tìm kiếm. À, khúc trên ha. Đây thì mình uh, tùy của mình thôi ha. Đấy, thì tôi sẽ quan trọng là tôi bao bọc cái hai cái ông này inbox uh, inbox và cái thẻ span để mình bấm qua ha. À thì đây là hôm trước của mình cũng có này mình sẽ sổ ra cái thẻ form tôi phải bỏ cái thẻ form à, thì mình cũng có thể deep uh, ha, có thể deep để bao bọc đây input group uh, w 100 mxd flat gì đây ha mình thử nha các bạn mình thử thoải mái ừ cái này giống không Ồ oh, giống vậy thì coi như là tôi bỏ luôn nguyên cái khúc thẻ deep này ha dài yeah, dài yeah, bỏ vô thẻ deep này thì uh, tôi sẽ làm cái gì uh, nói nói luôn là tôi sẽ away ha away <laughs> chưa copy qua mà away rồi html chấm bạc sổ axin xin các bạn ha và axin xin cái gì à, tôi sẽ à, gọi cái cũng có tên là tìm kiếm à, panel ha à, panel để cho nó giống như các bạn rồi vậy thì tìm kiếm panel là cái gì là cái này nè đấy từ nguyên cái thẻ form này ha, đẩy đi nha tìm kiếm panel đây này là cái thẻ form tôi sẽ đẩy đi ha Trong kd đó. rồi được chưa nè rồi vậy thì tôi cũng ăn gian đó thì tôi cũng phân tách rồi mà tự tổ dùng nhiều chỗ nguyên tắc mà dùng nhiều chỗ thì mình sẽ đó, thay thế được chưa nè nhắc lại tôi dùng cái bạc sổ view ở đây lý do là toàn html không mà M mình tách ra được nha còn còn cái menu á sở dĩ các bạn thấy là phải có data mình đọc ra bay vân vân do đó thì mình mới phải dùng cái dạng là view component thì đó là hai cái điểm khác biệt ha rồi, xin phép chạy cho các bạn coi cái kết quả, coi thử nó có tìm được không chứ, dạ, yeah. vô uh, shop này ha, Rồi, chờ một chút ha, tôi đi kiếm ANI, ừ, suốt ngày tìm, bấm go một cái ha, nó có hai cái sản phẩm này, bấm vô chi tiết sản phẩm này, nó ra cái trang chi tiết ha, tôi bấm là ANI luôn ha, bấm go một cái, đó, nó cũng ra, đấy, thì các bạn thấy mình hình dung là mình vẫn có thể tận dụng được ha rồi những cái chức năng gì đây thì từ từ rảnh rỗi các bạn cũng làm tương tự các bạn phân tách ha và đương nhiên thì cái này các bạn buộc lòng phải phải đọc từ cơ sở dữ liệu ra do đó mình phải nếu mà mình nó giống nhau ở những trang thì các bạn sẽ dùng cái view component nha rồi à, như thế thì tôi đã à, giúp cho các bạn làm cái trang về chi tiết sản phẩm rồi nha đương nhiên là mới cái mục về chi tiết thôi trong chi tiết sản phẩm thì mình còn một số cái nữa à, ví dụ như đánh giá ví dụ như mua hàng thì mình sẽ có tính mình sẽ làm ở những video tiếp theo nha à, xin chào hẹn gặp lại các bạn